Nhưng mà mệt thì không dính hết câu được nhé, 1/3 thì tiến thôi. Rồi gài một câu thôi. Chào cả nhà thân yêu nhé. Kính chúc tất cả mọi người có một buổi chiều vui vẻ và được mọi sự thành công trong cuộc sống. Chiều hôm nay Thông lại quay lại cái vườn cà phê các bạn, cái vườn cà phê của Thông. Thì để xem cái tổ ong mà bữa thằng Hải đấy. Thằng Hải thì Thông thấy nó mới về các bạn ạ. Nhưng mà đợt vừa rồi đấy thì cũng có mượn người cắt cỏ cho nên là người ta cũng cũng máy là cắt mà là gài một cái chân ghế nha các bạn. Mà máy là cũng là không sợp nhá. Đây. Người ta cắt đít một cái chân luôn. Đó. Nó làm đến cái đầu nhựa mà người ta cắt đít một chân. Máy mà vẫn chưa bổ. Thì đợt đó thì Thông thấy phát hiện là nó mới về. Cái tổ này thì cũng không đóng quân cho lắm nhưng mà thấy nó mới về. Thì thời gian bây giờ thì cũng tầm khoảng trên dưới 1 tháng đây. Chắc tầm khoảng 1 tháng đấy các bạn ạ. 1 tháng thôi thì bây giờ Thông xem thử có mật thì Thông phải lấy. Mong các bạn đang theo dõi video của Thông cho Thông xin một like, một chia sẻ nhé các bạn. Thông xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì nắp này thấy kiện quá trời luôn các bạn này. Quá trời luôn. Thằng giờ sẽ bưng cái thùng này xuống. Thì bưng cái thùng này xuống để dưới đất là mình xem nha các bạn. Cái nắp của mình thì hở từ bê các bạn ạ. Mình đã bưng cái thùng xuống đấy đấy nhá. Quá wow, nó dính đóng đấy phải các bạn ạ. Thấy nước lên, à đúng rồi. Dịnh rồi. Quá. Cao lên luôn các bạn này. Rất là đẹp nhá. Quân rất là đẹp. Cao lên luôn. Đó. Ông tớ rất là đẹp nhá. Vàng hương nha các bạn. Được xem không? Được 5 câu. Được 5 câu mà nó động hết ra ngoài này đây là dư nó cho mật luôn đấy các bạn ạ. Ôi. Đây nhé các bạn. Mệt này. Một miệng ngoài này nữa. Câu nó thứ như thế này đấy. Không biết có ai thăm hay không. Nhưng mà chắc là phải có người thăm thôi. Hoặc là cái này nó nhà đá, nó hở đá này. Đây. 1, 2, 3, 4, 5. Nó đóng thêm một miệng ngoài này lên trên nắp nữa. Là 6, mình nhỏ này là 7 nhé các bạn. Đã có mật rồi nhá. Chắc cái tụ này cũng khá mật đấy. Đó, thì cái bánh tổ vẫn còn rất non nhá. Tổ này thì nói chung là cùng trên dưới 1 tháng đấy các bạn ạ. 1 tháng mình 1 tháng hơn 1 tháng gì đó. Vì bữa thằng cuối thằng 2 mà cuối thằng 2 lại cuối thằng 3 là 1 tháng mà bây giờ thằng 4 khoảng 1,5 tháng nha các bạn. Tối nay mới về được khoảng 1,5 tháng đấy. Giờ thông thể tiến hành khai thác mật nha các bạn. Thùng này là nó cùng từ về nha các bạn. Nó đi rồi lại về rồi lại đi. Thì người đi làm rầy cho mình họ thắm đây là họ hái cà phê đây là kéo cho trúc ngã đây là vân vân. Rồi nó đi xong đây là mình vào rầy thì mình thấy mình để sửa lại tổ cho nó rồi là nó lại về. Thì các bạn những người có kinh nghiệm thì các bạn nhìn là biết nhé. Ông mới về cho nên cái bánh tổ
cái sáp của nó còn non. Để cái thung ngang này nha các bạn, dễ quan sát nhé. Giờ mình phải lấy cái miếng nhỏ này ra các bạn, cái lưới mèo nằm trong đây. Ủa, khủng nha các bạn, hai câu luôn nhá, hai bánh tua dính nhau luôn nhá. Đấy. Đây, hai bánh dính nhau luôn. Nhưng mà mệt thì không dính hết câu được nhé, 1/3 thì tiến thôi. Rồi gài một câu thôi, gài một miếng rượu trong đây. Đây các bạn, hiện nay thì mệt kẹo xuống gần hết luôn nhé, 2 phân nhé. À, cái miếng này thì gầy vì thống cũng lao câu thêm cho nó, cho nên nó vầy đấy các bạn. Này mật cũng nhiều nhá, những này mịt mật nhiều nha các bạn. Đây đi vào rồi, câu trong này mật cũng khủng luôn. Còn đây còn hiên nha các bạn, chưa bị tiếm nhé. Đấy, đây mật gần một nửa các bạn này, mật phải phân hóa. À, máy thông thắm sự cũng không gọi là cứ 1 tháng là nó tách đàn các bạn. Có lô tô cũng được thì phải làm mùi chuối nhé. Này chứ chưa thấy mùi chuối nào, nhưng mà được thấy lô tô cũng được chứ. Làm mùi chuối. Miệng nào cũng khủng thì các bạn ạ. Hai câu này cũng khủng luôn. Cụ đẹp đẹp nha các bạn. Tối nay bữa hôm thầy không thầy ít quấn lắm, nhưng mà bây giờ nó đã sản xuất rất nhanh. Nhưng mà ông tớ đẹp thì khoảng vài 30 ngày thì nó nở quấn ra nhiều lắm. Mật các bạn này. Sáu câu này là 5 câu này mà 6 bánh tổ này là tầm khoảng 1 lít mật nha các bạn. Đấy, khoảng 1 lít mật là có nhá. 3 câu này mật khá này. Đó.
mà rất là sợ nha các bạn. Bên này này, cái câu cuối cùng thì nhỏ hơn nhưng mà lấy mật mật hết nha các bạn. Đó, mật sọc hết luôn nhá. Đây, giờ thống sẽ chọn cái câu nào mà ít mật nhất á, thì thống sẽ bỏ vào trong nha các bạn. Để có số còn lại thì thống cũng sẽ lấy mật. Cũng nói chung là cũng có một chút phân hóa các bạn ạ. Có một chút phân hóa nhé. Tổng tổng cộng đây 6 miệng luôn. 5 câu mà 6 miệng, 6 cái bánh tổ. Đó, 6 miệng nha các bạn. Giờ trời cũng ấm u cho nên video cũng không được nét lắm các bạn ạ. Đây 5 câu với đây 1 miệng bên đây này. Miệng này thì mật đã phủ xuống dưới này luôn các bạn này. Đây, lô tô cũng được này. Nhưng mà vẫn chưa thấy có cái mùi chuỗi nào. Rồi, thông video của thông xin được tạm thời khép lại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé. Thông cũng đây chia sẻ với các bạn là tổ ong mới về sau một tháng nha các bạn. Đó, chắc khoảng 40-45 ngày gì đó. Nói chung là thông cũng không nhớ rõ. Từ ong này là từ về nhá, và là 7 ong nha các bạn. Các bạn đừng quên like, share, đăng ký ủng hộ kênh của thông nhé. Chào các bạn nhé.